các bác. Hôm nay giới thiệu với các bác cái combo âm đi 2.1 và là súp hơi 20. Combo này dùng trên ô tô để cải thiện âm thanh của các bác. Âm đi này là âm đi 2.1 200W đánh với súp hơi 20 này, và các bác có thể ghép các loa ở trên ô tô vào hai kênh vệ tinh của cái âm đi 2.1 này. Âm đi này dùng điện 24V hay 12V đều được các bác nhá. Đi kèm thì gồm có điều khiển, cái này có kết nối Bluetooth, đọc thẻ nhớ đài FM các bác nhá. Giá combo này là 1.1 triệu các bác nhá. Các bác mua hàng liên hệ số máy 0964867866 hoặc fanpage Facebook âm đi 12V. Sẽ trang âm đi 12V giá xỉ các bác nhá. Ship hàng trên mọi miền tổ quốc. Các bác mua hàng xin vui lòng thanh toán trước 50.000 hoặc 100.000, thanh toán bao nhiêu trước thì trừ đi trên đơn hàng bấy nhiêu tiền. Xin cảm ơn các bác.